Những thông tin nổi bật trong chương trình trưa nay, học sinh phấn khởi trở lại trường học trực tiếp. Số ca F0 trên cả nước tiếp tục tăng, số ca tử vong do Covid-19 có dấu hiệu chững lại. Bắt đối tượng cướp tài sản của gái bán dâm tại thành phố Nha Trang. Thị trường Valentine ảm đạm. Ngư dân lãi trăm triệu nhờ giá cá ngừ lập đỉnh. Xin chào mừng quý vị đang đến với Chuyển động 25 giờ tin nóng từ các địa phương. Và mở đầu chương trình trưa nay ngày 15 tháng 2 năm 2022, xin mời quý vị sẽ nắm bắt thông tin về tình hình an ninh trật tự xã hội tại các địa phương. Thưa quý vị, vào tối ngày 13 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang đã thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can tạm giam đối với đối tượng Hoàng Thái Phương, sinh năm 1990, trú tại 48/11 Lê Cảnh Tuân, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi cướp tài sản. Thông tin từ truyền hình Khánh Hòa. Đối tượng Hoàng Thái Phương từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Nha Trang để du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Vào trưa 6 tháng 2, tức mùng 6 Tết, Phương nảy sinh ý định cướp tài sản của gái bán dâm để lấy tiền tiêu xài. Phương lên mạng xã hội tìm liên hệ với một gái bán dâm sinh năm 1998, trú tại thành phố Nha Trang, sau đó hẹn gặp nhau tại một khách sạn trên đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang. Tại đây, Phương đã cướp toàn bộ tài sản của nạn nhân, gồm một điện thoại di động, một lắc tay vàng, rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi khách sạn. Đến ngày 12 tháng 2, Công an thành phố Nha Trang đã tổ chức bắt giữ được Phương khi đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố Hồ Chí Minh, truy thu được toàn bộ tài sản đã cướp, đồng thời đưa đối tượng về thành phố Nha Trang để làm việc. Tại cơ quan công an, Phương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bản thân Phương từ nhỏ đã theo gia đình qua nước Đức, đối tượng mới trở về lại Việt Nam một thời gian ngắn. Thưa quý vị, theo số liệu của Bộ Y tế, số ca F0 trên cả nước tiếp tục tăng trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, thì số bệnh nhân tử vong do Covid-19 đang có dấu hiệu chững lại và duy trì ở ngưỡng dưới 100 ca một ngày. Thông tin từ truyền hình Khánh Hòa. Trước số ca F0 trong cả nước tiếp tục tăng, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 tại cộng đồng, các trường hợp có biểu hiện ho, sốt để kịp thời khoanh vùng, cách ly, xử lý triệt để ổ dịch không để lây lan, bùng phát rộng, đồng thời triển khai tốt các hoạt động y tế, tránh lây nhiễm chéo trong cách ly, khu phong tỏa. Bên cạnh đó, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân trên địa bàn, đảm bảo hiệu quả và an toàn, tiêm chủng theo đúng số lượng vaccine phòng COVID-19 đã được cấp, không để được lãng phí vaccine. Quý vị, Sở Y tế Lâm Đồng vừa có văn bản đề nghị các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh rà soát không để bỏ sót đối tượng chưa được tiêm đủ liều vaccine. Sau khi rà soát, tiêm đủ liều cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên, đảm bảo an toàn trong tiêm chủng. Thông tin từ truyền hình Lâm Đồng. Trong đó, các địa phương trên địa bàn tỉnh cần tăng cường chỉ đạo việc đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, khẩn trương hoàn thành tiêm đủ liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên và liều bổ sung, liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên. Đồng thời rà soát tất cả các đối tượng chưa được tiêm đủ liều để tránh bỏ sót. Sau khi rà soát, phải tiến hành tiêm chủng ngay cho các đối tượng chưa tiêm vaccine phòng COVID-19. Phối hợp với chính quyền địa phương tổng hợp các số liệu cụ thể về các trường hợp chưa tiêm, không liên lạc được hoặc đã đến nơi khác tiêm. Tính đến ngày 12 tháng 2, tỷ lệ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh mũi 1 đạt 80,1%, mũi 2 đạt 78,52% trên tổng dân số. Tiêm liều bổ sung đạt tỷ lệ 82,46% và tiêm liều nhắc lại đạt 38,4%. Thưa quý vị, hướng mục tiêu đạt 100% những người đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm vaccine phòng COVID-19, thành phố Phan Thiết tiếp tục tăng cường chiến dịch tiêm chủng mùa xuân. Thành phố Phan Thiết tiếp tục tăng cường thực hiện chiến dịch tiêm chủng mùa xuân. Chiến dịch được triển khai từ ngày 7 đến ngày 28 tháng 2, tiêm cho học sinh khối 6, có năm sinh từ 2010 trở về trước, đồng thời tiêm vét cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên đủ thời gian tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 theo quy định, dự kiến khoảng 90.000 người. Đến thời điểm này, tỷ lệ người dân của thành phố đã tiêm đủ 2 mũi cơ bản theo từng nhóm đối tượng. Trẻ từ 12 đến 17 tuổi đạt hơn 96,6%, người trên 18 tuổi đạt trên 99,36%, đặc biệt nhóm đối tượng trên 50 tuổi đạt hơn 99,5%. Xin được chuyển sang các thông tin về đời sống kinh tế dân sinh. Thưa quý vị, sau thời gian dài học trực tuyến vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngày 14 tháng 2, cùng với học sinh trong toàn tỉnh An Giang, học sinh từ khối lớp 7 đến lớp 12 trên địa bàn huyện Phú Tân bắt đầu trở lại trường học trực tiếp. Nhiều học sinh và phụ huynh trên địa bàn huyện vui mừng phấn khởi để con đến trường. Thông tin từ truyền hình An Giang. Gia đình chị Võ Thị Dân, thị trấn Chợ Giàm có hai đứa con đang học trung học cơ sở và tiểu học. Thời gian qua vì ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, các con của chị phải học trực tuyến ở nhà qua điện thoại. Các con học trực tuyến kéo dài khiến cho gia đình đã khá vất vả, thay đổi nhiều thói quen sinh hoạt, từ việc nấu cơm sớm cho kịp giờ học đến việc dành thời gian để kèm con học bài. Khi con đi học, các thói quen, nề nếp sinh hoạt sẽ trở về bình thường như trước kia. Con nó học trực tiếp thì nghe thấy nó tốt hơn, dạ nghe tiếp thu nhiều kiến thức hơn, học online ở nhà. Thì chuẩn bị như sáng thì cũng tranh thủ đưa cháu đến trường, rồi học xong thì rước cháu về, mà cũng trang bị cho cháu như là sát khuẩn để sẵn trong cặp, với lại bình nước uống đem theo, khẩu trang. Dặn dò con là học thì ở trong lớp, trong trường học thôi, đừng có đi ra ngoài. Còn anh Phạm Thanh Tuấn, phụ huynh em Phạm Lưu Phương Anh, học sinh lớp 7A3, trường trung học cơ sở thị trấn Chợ Giàm, vừa vui mừng và phần nào cũng yên tâm vì con đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng Covid-19. Nhà trường cũng chuẩn bị mọi điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Bản thân thì rất là vui mừng vì lý do là sau rất là nhiều ngày mà các học online thì để được trở lại trường thì cháu đã sẽ nắm được cái kiến thức vững hơn. Bản thân rất đồng tình với chính quyền và địa phương để có kế hoạch để đưa ra để cho cháu mình trở lại trường để học. Từ khi khai giảng năm học mới chuyển sang lớp mới, nhiều học sinh chưa từng được đến trường để gặp mặt thầy cô, bạn bè lớp mới. Em cảm thấy phấn khởi và vui vì được gặp lại bạn bè và thầy cô. Và em cũng chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập, rồi khẩu trang, sát khuẩn để bảo vệ cho bản thân mình. Con thì cảm thấy rất là vui và phấn khởi khi mà trở lại trường sau một thời gian rất là dài học online tại nhà, có thể gặp lại thầy cô và bạn bè. Học trực tiếp thì sẽ giúp ích cho việc cho mình hơn, về thầy cô sẽ quan tâm và giúp đỡ mình nhiều hơn là khi học ở nhà. Trở lại trường sau nhiều tháng chỉ học qua màn hình, nhiều học sinh và phụ huynh vui mừng phấn khởi khi được đến trường lớp học trực tiếp. Tuy nhiên, trở lại trường trong điều kiện dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của biến chủng mới Omicron. Ngành Giáo dục và Đào tạo Phú Tân đã chỉ đạo các trường tiếp tục chuẩn bị chu đáo đầy đủ các điều kiện cần thiết, đảm bảo an toàn cho học sinh, xây dựng các phương án, kịch bản, tổ chức dạy và học thích ứng an toàn linh hoạt trong điều kiện mới. Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh trong phòng dịch, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các học sinh khi đến trường học trực tiếp. Thưa quý vị, khác với cảnh tấp nập như mọi năm, thị trường hoa phục vụ cho ngày lễ tình nhân năm nay tại địa bàn Nha Trang lại vắng vẻ và ảm đạm. Nhiều cửa hàng vẫn rơi vào tình trạng vắng bóng khách hàng. Thông tin từ truyền hình Khánh Hòa. Ghi nhận vào sáng nay, ngay trong ngày Valentine, mặt hàng hoa được bày bán khá nhiều ở các tuyến đường trên địa bàn thành phố Nha Trang, trong đó tập trung nhiều ở ngã 7, Nhà Thờ Núi, đường Lê Thánh Tôn, Quang Trung, Nguyễn Trãi, v.v. Bên cạnh các loại hoa tươi truyền thống như hoa hồng, hoa hướng dương, hoa ly, v.v., nhiều cửa hàng còn bày bán hoa nhân tạo như hoa sáp phủ kim tuyến, hoa đồng tiền được kết bằng tiền. Theo người bán, giá hoa tươi tăng gấp đôi, gấp ba so với ngày thường, dao động từ 200.000 đến 300.000 đồng một bó do giá nhập hoa tươi cao hơn so với mọi năm. Cùng với hoa, sô-cô-la là một trong những món quà biểu tượng cho sự ngọt ngào trong tình yêu, cũng được nhiều người lựa chọn trong dịp lễ tình nhân. Bên cạnh dòng sản phẩm sô-cô-la của các hãng nổi tiếng, sô-cô-la handmade tự làm cũng bày bán khá nhiều, dao động từ 150.000 đến 300.000 đồng một hộp. Nhìn chung, mặt hàng hoa tươi quà tặng năm nay đa dạng, tuy nhiên sức mua không sôi động bằng mọi năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Thưa quý vị, trước diễn biến thị trường xăng dầu trên cả nước có nhiều biến động phức tạp, lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã và đang tăng cường quản lý địa bàn, kiểm tra giám sát tình hình kinh doanh xăng dầu. Thông tin từ truyền hình Lâm Đồng. Theo đó, qua kiểm tra thực tế tại các cửa hàng trên địa bàn các tỉnh Đồng Tháp, Thái Nguyên, Đắk Nông, có tình trạng các cây xăng tạm đóng cửa, không bán xăng dầu với lý do nguồn cung xăng dầu liên tục bị đứt đoạn nên không đủ nguồn hàng cung cấp cho các đại lý cửa hàng. Tuy nhiên, có một số cửa hàng đã có hành vi ngừng bán hàng nhưng không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Song song với hoạt động kiểm tra, giám sát, lực lượng quản lý thị trường đã tổ chức tuyên truyền pháp luật đến các cơ sở kinh doanh nhằm phòng ngừa các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, đồng thời bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa, 8 huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh Khánh Hòa sẽ đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022, tiễn thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Tại thành phố Cam Ranh, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho ngày hội tổng quân cơ bản hoàn tất, 100% nhân viên đã nhận lệnh sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Thông tin từ truyền hình Khánh Hòa. Năm 2022, thành phố Cam Ranh được giao chỉ tiêu tuyển quân là 224 thanh niên, giao quân cho 5 đầu mối, đơn vị quân đội của Bộ và Cục Nam. Đến thời điểm này, địa phương cơ bản hoàn tất việc tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ, đảm bảo được chất lượng và quân số theo chỉ tiêu được giao. Trước Tết Nguyên đán, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhận quân, làm tốt công tác thâm nhập hồ sơ, chốt quân số và tổ chức phát lệnh gọi nhập ngũ trực tiếp đối với thanh niên trúng tuyển. Năm nay, công tác tuyển quân được thành phố chú trọng đến trình độ văn hóa và chất lượng chính trị nhằm tạo nguồn cán bộ cho địa phương sau này. Mặc dù có những khó khăn nhất định, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thành phố Cam Ranh đã và đang tích cực chuẩn bị về mọi mặt để ngày 16 tháng 2 thực sự là ngày hội toàn quân của thanh niên thành phố, góp phần cùng toàn tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Thưa quý vị, theo Trung tâm Thông tin của Tổng cục Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, dữ liệu phân tích từ công cụ Google Destination Insight cho thấy lượng tìm kiếm quốc tế và du lịch Việt Nam từ đầu năm 2022 đang tăng mạnh. Trong đó, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận nằm ở vị trí số 7 trong số 10 điểm đến của Việt Nam được du khách quốc tế tìm kiếm nhiều nhất. Thông tin từ truyền hình Bình Thuận. Lượng tìm kiếm quốc tế và du lịch Việt Nam từ đầu năm 2022 đang tăng mạnh. Trong đó, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận nằm ở vị trí số 7 trong số 10 điểm đến của Việt Nam được du khách quốc tế tìm kiếm nhiều nhất. Google Destination Insight cũng chỉ ra lượng tìm kiếm nhiều nhất về du lịch Việt Nam đến từ các quốc gia như Nga, Mỹ, Ấn Độ, Úc, Singapore. Ngoài ra, Phan Thiết cũng thuộc top các điểm đến có mức tăng trưởng hàng đầu. Cùng với bối cảnh dịch bệnh trong nước được kiểm soát tốt, các hoạt động du lịch Việt Nam nói chung, tỉnh Bình Thuận nói riêng đang dần phục hồi trong trạng thái bình thường mới. Với tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt cũng là điểm cộng cho sự quan tâm tìm kiếm thông tin về du lịch Việt Nam của du khách quốc tế. Hiện ngành du lịch Bình Thuận đang tích cực xây dựng lộ trình để có thể đón khách quốc tế quay trở lại trong thời gian sớm nhất. Thưa quý vị, những ngày này, hàng chục tàu đánh bắt cá ngừ của người dân các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi liên tiếp cập cảng Hòn Rớ, thành phố Nha Trang để bán cá ngừ sau chuyến biển xuyên Tết, thông tin từ truyền hình Khánh Hòa. Theo ngư dân, trước Tết Nhâm Dần 2022, giá cá ngừ lên cao nên một số chủ tàu quyết định ra khơi, không nghỉ ngơi ăn Tết như mọi năm. Trung bình một chuyến biển đánh bắt từ 20 đến 45 con cá ngừ. Hiện giá cá ngừ ở mức 145.000 đến 160.000 đồng 1 kg, cao nhất 10 năm nay, nên tàu nào có cá cũng thu lời cả 100 triệu đồng một chuyến sau khi trừ hết chi phí. Đại diện Ban Quản lý Cảng cá Hòn Rớ Nha Trang cho biết, trong dịp Tết có hơn 120 tàu đánh bắt xa bờ của người dân trong tỉnh bám biển xuyên Tết, trong đó có khoảng 60 tàu câu cá ngừ đại dương. Tuy nhiên, từ mùng 2 Tết đến nay mới chỉ khoảng 20 tàu đánh cá ngừ cập cảng. Dù đang là mùa cao điểm đánh bắt cá ngừ, giá cá ở mức cao. Theo các thương lái, họ vẫn không mua đủ hàng dịp này. Cảng Hòn Rớ là cảng cá lớn nhất khu vực Nam Trung Bộ. Đây là điểm bán hàng tập trung của hàng trăm tàu cá ngư dân các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. Hải sản nơi đây được phân phối trong tỉnh Khánh Hòa, xuất đi thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam. Thưa quý vị, trong không khí của những ngày đầu xuân Nhâm Dần, kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng, dự và phát biểu tại ngày hội sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc năm 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh nền văn hiến kỳ vĩ của dân tộc Việt Nam được tạo nên bởi 54 dân tộc anh em đoàn kết, gắn bó với nhau. Đó là một nền văn hóa đa dạng, phong phú, có sự thống nhất cao về ngôn ngữ, là một tài sản vô cùng quý giá của dân tộc ta. Thông tin từ truyền hình Bình Phước. Tại lễ hội, đông đảo người dân đại diện các dân tộc thiểu số trong trang phục truyền thống biểu diễn các tiết mục đặc sắc để chào đón Chủ tịch nước và đoàn đại biểu dự ngày hội. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ và trò chuyện với nhiều người dân. Tiếp đó, Chủ tịch nước dự chương trình bài ca mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới và dự nghi thức của lễ mừng lúa mới, nghi thức khai chế mời y an. Nền văn hiến kỳ vĩ của dân tộc Việt Nam được tạo nên bởi với 54 dân tộc anh em đoàn kết, gắn bó với nhau. Đó là một nền văn hóa đa dạng, phong phú, có sự thống nhất cao về ngôn ngữ, là một tài sản vô cùng quý giá của dân tộc ta. Tôn trọng một dân tộc, trước hết là tôn trọng nền văn hóa của dân tộc đó. Chính sách dân tộc của Đảng ta đã tạo mọi điều kiện cho sự gìn giữ và phát triển tính khác biệt trong bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc, đồng thời làm theo văn hóa các dân tộc hòa quyện với nhau, tạo thành văn hóa Việt Nam bền vững và tỏa sáng. Sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, cùng với tinh thần đại đoàn kết của 54 dân tộc Việt Nam tiếp tục được tăng cường và củng cố, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm đến đồng bào các dân tộc thiểu số, phát triển cơ sở hạ tầng và vùng sâu, vùng xa, thực hiện các chính sách phát triển kinh tế xã hội và quan tâm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc anh em, coi văn hóa các dân tộc là một phần không thể tách rời của văn hóa Việt Nam. Chúng ta đặc biệt là chính quyền địa phương ở các cấp cần có kế hoạch cụ thể hơn nữa để thúc đẩy sự phát triển của những nhóm dân tộc ít người nhất Việt Nam như dân tộc Ơ Đu, Rau, Rơ Mâm, Bu Béo, Si La. Mỗi dân tộc là một cành trong cái cây vĩ đại mang tên Việt Nam. Vì vậy chúng ta phải có trách nhiệm gìn giữ bằng mọi giá vẻ đẹp văn hóa riêng biệt của mỗi dân tộc, làm cho tất cả những cành, những nhánh ấy đâm chồi nảy lộc, nở hoa cái trái. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Nhâm Dần 2022 và thăm làng Mường trong làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam. Thưa quý vị, với địa bàn rộng, nằm cách đất liền hơn 7 hải lý, dân cư tập trung đông, dịch vụ du lịch khá phát triển, nên trật tự an ninh tại đảo Cam Bình, thành phố Cam Ranh tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Hơn 2 năm qua, bằng tinh thần trách nhiệm cao và nỗ lực không ngừng nghỉ, lực lượng công an xã chính quy, xã Cam Bình đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, giữ sự bình yên địa bàn nơi đảo Tiền Tiêu. Thông tin từ truyền hình Khánh Hòa. Buổi phối hợp tuần tra giữa công an xã Cam Bình, đồn biên phòng Bình Ba, lực lượng xung kích của xã. Thời điểm này, công an xã Cam Bình đang tập trung thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nhâm Dần, nên công tác phối hợp tuần tra khép kín trên địa bàn, từ trên bờ, dưới biển, cũng như tuyên truyền vận động nhân dân được thực hiện liên tục, thường xuyên hơn, đảm bảo kịp thời phát hiện, xử lý ngay những vấn đề liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn toàn xã. Trong dịp Tết này, anh em chúng tôi là tăng cường xuống địa bàn hơn nữa. Thứ nhất là nắm tình hình và cái cuộc sống của bà con để kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban là công tác đảm bảo an ninh trật tự và an sinh xã hội, nhất là các hộ gia đình chính sách và hộ nghèo. Trong đó là song song đó là phải tuyên truyền người dân thì thực hiện đúng các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đề cao cảnh giác các hoạt động của tội phạm ở trong cái dịp Tết này. Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong hơn 2 năm qua, lực lượng công an xã chính quy xã Cam Bình đã tham mưu cho xã triển khai nhiều chủ trương, giải pháp, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự. Nhờ vậy, an ninh trật tự trên địa bàn từng bước được cải thiện. Số vụ phạm pháp hình sự năm 2021 giảm hơn 30% so với năm 2020. Tình hình trộm cắp thủy sản trên các lồng bè được kéo giảm, tình trạng bài bạc trong một bộ phận nhân dân được ngăn chặn, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển thực chất, có chiều sâu, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Lực lượng công an chính quy về địa phương thì nói chung dân rất là mừng, mà anh em về đây thì cũng nói chung là nhiệt tình, tận tụy công việc xã ra đâu là giải quyết kịp thời. Năm 2021, lực lượng công an xã Cam Bình cũng đã có nhiều cái cố gắng, nhất là công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, rồi các cái tệ nạn xã hội. Đặc biệt là trong năm 2021 đã phá được các cái vụ án trộm cắp và xóa được một cái tụ điểm đánh bạc tại thôn Bình Hưng. Trong 2 năm trở lại đây thì phải nói trên cái địa bàn xã Cam Bình dần dần cái ổn định về cái nền nếp về cái tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho bà con nhân dân an tâm đầu tư phát triển kinh tế trên địa bàn xã. Nằm cách đất liền hơn 7 hải lý, xã Cam Bình có 2 thôn là Bình Ba và Bình Hưng với trên 5.000 nhân khẩu sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Những năm qua, nhờ các chương trình phát triển kinh tế biển, hải đảo, đời sống kinh tế của người dân xã đảo Cam Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực. Kết quả ấy có sự đóng góp tích cực từ công tác đảm bảo an ninh trật tự, mà nòng cốt là lực lượng công an xã chính quy, lực lượng bộ đội biên phòng. Bám đảo, bám dân, cán bộ chiến sĩ công an xã Cam Bình từng ngày nỗ lực giữ gìn cho cuộc sống bình yên, góp phần cho sự phát triển đi lên từng ngày ở xã đảo Tiền Tiêu. Kính thưa quý vị, và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại Chuyển động 25 giờ, chuyển nóng từ các địa phương trưa nay. Chương trình hợp tác giữa các cơ quan báo chí, đài truyền hình cùng MCV Network tổng hợp và chia sẻ những thông tin đặc sắc từ các bản tin trên kênh digital của các đơn vị. Và quý vị cũng có thể xem thêm các tin tức hấp dẫn trên hệ thống YouTube, Facebook và TikTok của MCV Network và các đơn vị báo đài liên quan cũng như siêu ứng dụng NetLove. Ý An xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.